Thiết mà phân tình. Nắng lệ sợ lệ tanh không tình. Cũng là thân lành hiện chư Phật tiền. Dạ thì hôm nay con xin chào chào cô Huệ Quang, thì cũng như chia sẻ những cái video ngày hôm qua thì cũng có khá là nhiều bà con xem ủng hộ, cũng như là mong muốn là cô tiếp tục chia sẻ về cái con đường tu tập của mình trong cái thời gian 20 năm gần đây, thì theo cái giáo lý của bên Phật pháp đó cô. Dạ, thì hôm nay thì trước cái lời chia sẻ của cô thì con cũng xin chúc cho cô cũng như là bà con trên cộng đồng có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lạc và bình an. Dạ, cô cho con hỏi thêm á, là con theo con được biết là Hòa Thượng Thích Trí Quảng có chia sẻ trong một cái giảng pháp vừa rồi á, là nói là Đức Phật có dạy có bốn loại ăn, đó là thứ nhất là chư thiên tảo thực, thứ hai là Phật ngọ thực, thứ ba là súc sanh ngọ thực, và thứ tư là quỷ dạ thực. Và theo cô là sư Minh Tuệ á, là ăn một buổi trưa như thế á, là như thế nào, cho cô có thể chia sẻ không ạ? Nói về Hòa Thượng Thích Trí Quảng thì là số 1 của tất cả các của nước Việt Nam mình rồi. Thầy rất là thông thái trong cái giáo pháp của nhà Phật rồi. Thì thầy nói như vậy á thì mình nên học theo, bởi vì đó buổi sáng đó mình ăn thì á tivi cũng hay cho mình biết đó là buổi sáng là rất cần đó, thấy không? Rồi buổi trưa thì là do đó thì trong kinh đó có dạy đó, cô còn nhớ mang máng là thức dậy đó thì mình không, ví dụ như làm việc tập thể dục hay cúng kiến, rồi sau đó sáng trời lên đó, trời sáng lên rồi thì mới được ăn, đó là chư thiên đó. Còn ăn trưa thì từ 10 giờ cho tới trước 12 giờ là Phật đó. Đó do đó đó, rồi cái thì mà khoa học mình cũng nói là 11 giờ là cái bữa ăn chính để nạp năng lượng cho tất cả cái cơ thể mình hoạt động sinh hoạt trong suốt một ngày đó. Còn buổi trưa thì súc sanh và ngạ quỷ thì con thấy á, buổi trưa ăn đó thì thí dụ như mình có thể bây giờ mà đa số đó mình còn trẻ khỏe thì tới giờ đó cái mình đói rồi, nhưng mà tới chiều tối rồi đó là như bác sĩ dặn là chúng ta không nên ăn, tại vì ăn như vậy đó thì con thấy thì khoa học với Phật học không có rời nhau. Thấy rõ ràng như vậy đó, là nếu như mình mà ăn buổi tối đó là sẽ bị đau bao tử, làm hại có thể là ung thư bao tử nếu như ngày kéo dài lâu dài. Tại vì nghe nói nghe mấy bạn cô nhiều khi họp hội để chơi rồi đó, gặp bạn bè bác sĩ đó, nói là tại vì buổi tối là tới 7 giờ sau nó mới tiêu hóa. Do đó đúng là mình ăn không tiêu hóa rồi nó chất chứa này trong bao tử mình, đó là cái gọi là cái nghĩa trang, cái nghĩa trang di động đó con. Nó chứa biết bao nhiêu cái thân mạng của các loài súc sanh mà mình ăn, tôm, cua, gà, cá, biển, loài động vật đó, thành ra nó không có tiêu được đó. Còn ăn đêm đúng không? Đó thì ăn đêm đó con, ăn đêm đó từ sau mà là ăn là không thể nào mà tiêu được hết trơn trọi á. Bạn cô về chơi đó, bác sĩ nó cũng không có cho, không có nên cho ăn bắt đầu chiều trở lại là đừng có nên ăn. Tại vì mấy cái giờ đó là mình ngẫm nha, mình ngồi mình chiêm nghiệm lại lời Phật dạy, đúng là một cái kim ngôn con, là một kim ngôn không thể nào mà rời xa được đó. Nha, làm cái lời vàng đó. Mình có vàng mình xài, mình bán mình buôn hết rồi, còn này cái lời đó nó khắc ghi mà mình thực hành được thì là không có có cái bà vàng không có sánh bằng rồi đó. Thấy rõ ràng những cái lời của Phật dạy là một kim ngôn. Dạ, dạ con xin phép trước khi chia sẻ con cũng chia sẻ một cái bài của một người Phật tử cũng rất là yêu thương, kính trọng sư Minh Tuệ. Dạ con xin đọc thôi con. Dạ. Dạ, thì thời gian qua, hình ảnh của một vị tu sĩ đầu trần chân đất
đi khất thực khắp Bắc Nam, không những đã khơi dậy những tình cảm và nhận thức tốt đẹp của đông đảo dân chúng và tín đồ đối với Phật giáo, mà còn khiến không ít người chẳng ngần ngại bộc lộ sự bực tức, ganh ghét và tấn công một cách dữ dội. Thì có người còn gọi sư là một cái tăng đoàn minh tuệ. Đó là một cái cách dán lên trán, còn hồi một cái nhãn mà bản thân họ không hề thuộc về. Vì trên thực tế không có cái gọi là tăng đoàn minh tuệ. Ông minh tuệ mặc áo vá, một mình ôm nồi cơm điện và chân trần đi xin như thế đã 6 năm nay. Việc ông nổi lên trên truyền thông mới dạo gần đây là do các trang mạng bốn phương tự ý theo và tác nghiệp. Ông Minh Tuệ thì trong nhiều cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ cũng đã luôn lặp lại rằng ông không phải sư, không phải thầy, ông không thuyết pháp gì cả, cũng không nhận ai làm đệ tử. Ông chỉ có một mình. Còn việc ngày càng có đông người đi theo ông thì đó là do ý muốn cá nhân của họ. Ông không mời, gọi cũng không có quyền xua đuổi. Họ muốn đi thì cứ đi, nhưng không phải là thầy trò hay đoàn thể gì hết. Họ đi được bao lâu thì đi, khi nào không đi được nữa thì tự bỏ cuộc. Ông cũng nói là ông không dìu ai cả, vì ông dìu mình còn chưa xong. Tất cả các danh sư xưng như thầy, sư là do dân chúng tự ý để gọi ông, còn ông chỉ một mực xưng con với mọi người. Ông nói rằng ông chỉ là một công dân Việt Nam đang đi tập học theo lời Phật dạy. Dạ, thì con xin chia sẻ một cái bài của một Phật tử nói về sư cũng rất là hay. Dạ, sau đây con cũng nhờ cô chia sẻ thêm về sư Minh Tuệ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cô chào con và kính chúc chào tất cả toàn thể trên cộng đồng mạng lời chào sức khỏe và tốt đẹp nhất. Sau đây cô xin hiểu tới đâu thì cô chia sẻ tới đó. Vì cô cũng như tất cả mọi người ở trong xã hội này, thì sau khi mình làm việc cho phục vụ xã hội như đi như con biết là cô đi dạy và cô rất là ham muốn tụng kinh niệm Phật và đi chùa và nghe pháp. Thì ngoài những giờ đó là cô làm những việc đó, rồi hôm nay đó thì lại có một cái vị sư tu theo cái hạnh Đầu Đà mà ít có ai mà tu được, bởi vì nó rất là khổ hạnh. Bởi vì khi mà mình đó hằng ngày mình ăn một ba bữa cơm, mà trong khi sư đó chỉ ăn một bữa cơm là thấy mình không thể theo sánh kịp rồi. Cái thứ hai, hạnh Đầu Đà rất là khổ cực đó. Là cô nhớ đó, cái này nè, cô cũng đọc hơi lâu lâu rồi, nhưng mà cô nhớ đây là cái hạnh của ngài Tôn giả Mahakajip nha con. Đó, ngài Mahakajip thì đã lớn tuổi rồi. Thời của Đức Phật đó thì ngài Mahakajip đó là đệ tử, nhưng mà coi như là mấy cái đệ tử mà cao hết của tất cả các chư Phật ngày đó, cô còn nhớ đó, như ngài Đại Mục Kiền Liên là thần thông, còn ngài A Nan là thanh văn, là nói ra như Phật nói cái gì đó hay là ngài nhớ hết. Còn hai ba vị vậy đó, cô nhớ chính thức rồi. Ngài Mahakajip đó là ngài lúc đó là ngài 79 tuổi rồi, ngài đi khất thực đó. Rồi Đức Phật thì nhỏ tuổi hơn, là cô nhớ là 78 tuổi thì Đức Phật mới khuyên rằng là ngài đã già rồi, hãy về tinh xá mà tu. Nhưng mà ngài A Nan ngài Mahakajip đó mới nói là không, con rất là thích cái hạnh gọi là hạnh Đầu Đà khổ hạnh, như là khất thực gì đó thì chỉ ăn được một buổi trưa, qua 12 giờ là không được ăn nữa. Rồi thứ hai là chỉ được 3 y, không được 4 y. Đó, rồi những cái y đó những cái làm những vẻ rách ở nghĩa địa mà mình đi mình nhặt lụm vào để mình may, mình kết thành, chứ không được là
mà do cư sĩ hay là Phật tử gì cúng dường cả, mà chỉ ba y mà thôi. Rồi ngủ ngồi, rồi đi đầu trần chân đất á. Mà con thấy á, nhiều khi cô qua chùa, nhiều khi thầy trò thân tín hay là mà gia đình mình đó có phát nguyện mà cạo cái đầu rồi nha, con nấu xong ha, hỏi sao mát không? Rác muốn gần chết chứ mát gì. Mát thì có mát nhưng mà rác, rác là một là nội mà cái cạo đầu thôi ha, nhưng mà á, rồi đi ra ngoài nắng là nó rác, nó bỏng dữ lắm. Rồi thêm hai cái chân đi ở dưới đất và cái sức nóng như thế này đó thì thâm hết trơn, chợ coi như là nó cháy hết trơn. Nhưng mà do cái sức mà đây chắc có lẽ là ngài Mahakajip hiện thân về đó con, theo cô nghĩ như vậy đó, quá để quá độ, để cảm hóa chúng sanh mà không được mà đến để vì công việc cơm áo gạo tiền hàng ngày người ta phải mưu sinh, người ta không đến được. Do đó đó ngài thị hiện để cảm hóa chúng sanh và để cho chúng sanh gieo duyên cùng Tam Bảo. Và cái hạnh này gọi là hạnh đầu đà, thầy là minh sư đó. Nhưng bây giờ hiện nay thì dân chúng đó là thấy được là cái vị tu này, nhưng mà không phải mà mấy vị tu ở chùa hay là không phải là minh sư, người ta cũng là một minh sư đó. Nhưng mà người, tại vì á, Đức Phật có nói rằng đó là tất cả các đệ tử Phật là một sứ giả của Như Lai. Thành ra thí dụ như mấy thầy đó tu ở chùa thì nhưng mở các lớp như học tu đó cho mà Phật tử đó cũng là một điều hết sức là bổ ích con. Thành ra tất cả các pháp môn nào cũng đều là tốt và cũng là điều là minh sư. Còn nhiều khi những cái vấn đề mà râu ri gì đó thì nhiều khi còn là sắc phàm, hay là như người ta tô đen hay bôi hồng, tô hồng bôi đen gì đó mình không bằng đến đó. Nhưng mà theo tu tất cả các hạnh đều là tốt, đều là một sứ giả của Như Lai. Và bây giờ thầy Thích Minh Tuệ đó là mồi khơi lại cái lòng từ bi ha, khơi lại cái bồ đề tâm của mỗi con người chúng ta. Tại vì tất cả chúng sanh ai cũng đều sắp ha, nếu như mà đốt cái đuốc trí huệ mà biết khơi cái bồ đề tâm người ta thì cũng thẳng từ thẳng hộ từ cũng được ha, ai cũng có thể được thành Phật hết trơn trời á, nếu như mà mình phát triển cái tâm Phật ở trong mình trước. Mình ai cũng đều có cái ông Phật ở trong tâm. Nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ này là đi tới những cái nghĩa trang, những cái hẻo đường nơi hẻo lánh xa xôi đó, đó là cảm hóa thêm là có cho tất cả các dân chúng đó để tu học theo và gieo duyên cùng với Tam Bảo. Chứ ai cũng là một bậc minh sư mà sư Minh Tuệ này đó là tu cái hạnh này khó có ai mà làm được đó. Còn mấy cái vị kia thì cũng như là Đức Phật đó, cũng như là Như Lai đã giao cái sứ mạng đó rồi đó. Người ta tổ chức những cái lớp niệm Phật, những lớp lúc từ thiện rồi đó, cũng rất là hay rồi đó. Như thì cũng giúp ích cho làm cho cái con người là bớt đi những cái tham sân si đó, bớt đi những cái tệ nạn xã hội nhiều lắm đó con. Đó. Dạ thưa cô, thì cũng như con cũng có cái thắc mắc là cái ý nghĩa của Long Thần Hộ Pháp là như thế nào, cô có thể giải thích cho con cũng như quý bà con được biết không hả cô ha? Như thế này nè con, Long Thần Hộ Pháp ở đây không phải là giống như mình coi trong phim mà là phải tiên rồi cầm cái bất trần phát rồi con muốn ước điều gì là người ta cho cái đó. Không phải, đây có nghĩa là muốn những con người như chúng ta ở trên xã hội này nhưng mà làm những cái nhiệm vụ, cái chức trách đó, thí dụ như đó bây giờ mấy chú công an đó gạt đường, thấy không, gạt đường đó bảo vệ cho sư đi đó, thấy không, đó là những Long Thần Hộ Pháp để ủng hộ với người dân, người ta phát khởi lòng từ bi đó, ta đến người ta cúng dường để ta hộ pháp cho sư, để cho sư có cái thọ dụng để sư nuôi thân sư để đi đến con đường chánh pháp đó. Chứ không phải ngày xưa mà cô mới bước qua chùa cô nghe nói Bồ Tát hay là Mẹ Quan Âm thì cô cũng nghĩ rằng là vị đó sẽ hiện hình xuống
rồi rồi tưới nước vô cho đầu mình, không phải là những con người mà giúp đỡ làm những cái hạnh mà khi người ta cần. À, thí dụ đau thì cho uống thuốc, đói thì cho ăn, bệnh để giúp đỡ gì đó. Đó là những cũng con người chúng ta thôi con, chứ không phải là cái gì mà cái đấng thần linh nào xa xôi hết. Đó, trong cái từ Phật học đó là vậy.